Tôi đến với chương trình mong rất mong được thứ nhất là lên TV xem mình như thế nào. Thứ hai là quan trọng hơn nữa là đến đây là dinh được phần quà lớn. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho tôi. Xin chúc mừng như vậy chắc chắn là lên TV tôi rất thích ạ. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến với chương trình của chúng tôi. Và chúng ta sẽ làm quen người tiếp theo. Xin chào anh. Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hái Chợ Giờ đúng không ạ? Em tên là Tùng, năm nay 22 tuổi, đang công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng PPBank ạ. Trước đây thì em chưa bao giờ được chơi các game show trên truyền hình bao giờ, thì hôm nay rất là vui vì được đến đây chơi Hái Chợ Giờ đúng không ạ? Không xem mà toàn thể quý vị khán giả hãy cổ vũ cho em ở trên đường chơi ạ. Cảm ơn bạn Tùng, một cán bộ ngân hàng đã đến với chương trình Hái Chợ Giờ đúng. Và tiếp theo, người chơi thứ hai bạn sẽ đoán bao nhiêu ạ? Tùng. Xin đoán giá sản phẩm này 128.000. 128.000. Dùng ở giữa màn hình. Rất khác sao đúng không ạ? Xin mời chị Tâm ạ. Liên đây có thêm 131.000. Liên đồng. 131.000 đồng. Cuối cùng ạ, xin mời chú ạ, chú sẽ đoán bao nhiêu tiền ạ? 128. Tôi sẽ đoán 125.000 ạ. 125.000 đồng. Các con số của chương trình ngày hôm nay, người chơi đưa ra rất khác nhau, chỉ cách nhau có vài ngàn thôi. Không biết là ai sẽ là người chiến thắng đây. Ai được? Chúng ta có một thùng trà Bí Đao Wonderful. Ê, dùng này. Chúng ta chọn ra đúng. Thứ ba. Thứ ba. Phần này là 135.000 đồng. Chúc mừng người chơi vị trí số 3. Đâu? Đấy, vào đây này. Là được nghe. Chả biết gì. Ngơ, 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 ngơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là người chơi rất tốt nhất giành được giải thưởng chiến thắng. Tôi xin đánh giá là 180.000 hết tôi xin đoán giá sản phẩm là 175.000 đồng. 175.000 đồng. Kém chú lên các bạn chỉ trỏ gì đấy. Sản phẩm này là 220.000. 220.000. Cho cô bố người chơi đã hoàn toàn. Chú ăn nè. Ông chơi nè. Là 180.000 đồng. Chú ơi. Hôm nay thì cái này ra hai mô mở cho cháu. Chúng ta chỉ có trong khoảng 130. Tôi xin đoán giá sản phẩm là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Cảm ơn chị. Bạn Tùng, bạn sẽ làm bao nhiêu tiền ạ? Em thử án 240.000 ạ. Chị chọn sản phẩm nào đầu tiên? Tôi chọn nước súc miệng. Nước súc miệng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Hồng Doanh. Hôm nay tôi 23 tuổi. Hiện tôi đang là sinh viên năm thứ tư của trường Xã hội Nhân Văn. Rất vui khi được trở thành người chiến sĩ của chương trình. 340.000 đồng. Bạn Tùng, xin đoán sản phẩm này là 330.000 đồng. 330.000 đồng, cảm ơn bạn. Bạn Quỳnh ạ. Em xin đoán giá sản phẩm này là 280.000 đồng. 280.000 đồng. 330.000 đồng. Bạn đã đoán hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn Tùng. Chúc mừng bạn Tùng.